Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho em ở câu 7.1 ở câu A. Ở trong câu 7.1 này người ta yêu cầu em thực hiện bằng hai cách. Đó chính là dùng tính chất phân phối nhân vào ha. Thứ hai là không dùng thì các em sẽ tính trong ngoặc này. Được không? Bây giờ tại vì nó hơi dài em nên thầy mình chia ra. Ta đi sẽ sang làm ở câu B các em nha, câu B. Bây giờ ở cách 1 thì chúng ta cũng sẽ tiến hành gì các em? Chúng ta nhân vô. Chúng ta nhân vô. Được không nào? Trước khi mà tiến hành nhân vô á thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý anh tử và mẫu đây trước. Cái đề bài thầy máy nhé. Thầy sẽ tiến hành nhóm em. Nhóm hai này lại và hai này lại. Hai đây một nhóm, hai đây một nhóm. Hai đây thầy sẽ đặt x định phương ra chung. Ở cái nhóm này thầy sẽ đặt chỗ trừ ra chung. Các em hiểu nè. Như vậy thầy sẽ nhóm là ở đây x mũ 3 cộng 2x bình cộng trừ x trừ 2. Thầy ghi như vậy để em dễ hiểu, chứ không thì các em sẽ rất là khó hiểu. Phần này các em cứ ghi lại. Ở trong đây thì chưa đụng chạm hết. Cái nào không đụng chạm thì cứ ghi lại nha. Các em hiểu nè. Cộng 1 phần x cộng 2. Bàn tiếp. Ở đây trên tử này thầy sẽ đặt x bình. Ở bên trong còn là x cộng 2. Ở đây thầy đặt trừ ra thì nó sẽ còn là x cộng 2. Tại khi chúng ta đặt dấu trừ ra thì bên trong này sẽ đổi dấu. Đây chúng ta sẽ đặt 2 ra chung. Bên trong còn là x cộng 5. Cái này ghi lại. Ghi lại cái này dùm thầy được không nào? Mất công thầy phải ghi lại, mất thời gian của thầy quá. Cứ cái này thầy biểu ghi lại thì các em cứ ghi lại nha. Chưa đụng chạm gì cả. Các em hiểu nè. Còn bây giờ thầy đang xử lý này. Chúng ta sẽ đặt dấu cái gì chung? Cái x cộng 2 chung này. Bên trong còn lại là x bình phương trừ này. Cái dấu trừ ở đây chúng ta ghi lại này. Ngay chỗ đây cái hệ số chỗ đây này. Một số bạn không biết, ngay chỗ đây không phải là số 0 đâu nha. Cái hệ số chỗ đây sẽ là số mấy? Số 1 này. Thầy nói là này, chúng ta đặt x cộng 2 ra chung thì bên trong còn lại là x bình phương ghi ở đây này, trừ ghi lại đây này. Ngay chỗ đây hệ số đó chính là số 1. Các em hiểu không? Đó. Rồi, cái này cứ ghi lại. Nghĩa là ghi chúng cái này nè, ghi xuống đây, chưa đụng chạm hết. Tiếp tục x cộng 2. Ở đây x bình phương trừ 1 thì đây chính là hàng đẳng thức số 3, chúng ta ghi là x trừ 1 nhân x cộng 1 2 nhân x cộng 5. Rồi cái thằng này tiếp tục ghi lại. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sau khi chúng ta phân tích được như này rồi á, ta tiến hành nhân vô. Lấy thằng này nhân vô đây, nhân vô đây và nhân vô đây. Như vậy thì ở đây chúng ta lấy x cộng 2 nhân x trừ 1 nhân x cộng 1 2 nhân cho x cộng 5. Thì chúng ta nhân cái này trước, đúng không? X trừ 1. Tiếp tục trừ này, dấu trừ này, thấy dấu trừ đây không? Thì trừ ở đây. Tiếp tục lấy này, x cộng 2 x trừ 1 nhân x cộng 1 trên 2 nhân x cộng 5. Chúng ta nhân với đây, nhân với 2 trên cho x cộng 1. Ok, đúng không nào? Ở đây dấu cộng này, tiếp tục dấu cộng, thấy không nào? Tại vì nó dài, cộng, lấy này nhân vào cái đây. Đây. Ngay chỗ đây dấu cộng thì thầy ghi chỗ đây dấu cộng này, lấy cái này này, nhân vào cái đây. Đó chính là x cộng 2 nhân x trừ 1 nhân x cộng 1 trên 2 nhân x cộng 5. Chúng ta sẽ nhân cho đây là 1 trên x cộng 2. Đúng chưa? Bây giờ nó sẽ bằng này. Ở đây chúng ta thấy x trừ 1 này hết này, trực tiêu này. Thì trên tử nó sẽ còn là x cộng 2 nhân cho x cộng 1 trên cho ở đây là 2 nhân x cộng 5 này, đúng chưa? Trừ này, ở đây x cộng 1 này hết, ở đây có số 2 hết. Như vậy ở trên này nó ra được là x cộng 2. Rồi ok, như vậy thì tiếp tục em, x cộng 1 này hết, 2 hết, như vậy nó còn là 2 này bên này này, đó chính là x cộng 2 nhân x trừ 1 trên x cộng 5 cộng ở đây x cộng 2 hết, trên nó còn là x trừ 1 nhân x cộng 1 trên ở đây cho 2 nhân x cộng 5. Hiểu không? Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây, như vậy hồi nãy ngay chỗ đây chúng ta đừng có rút gọn số 2 à, để những mẫu nó còn lại số 2. Như vậy ngay chỗ cái đoạn này này, cái chỗ đây chúng ta đừng rút gọn số 2. Như vậy chỗ đây thầy điền vẫn điền số 2, chỗ đây vẫn điền số 2. Như vậy mục đích thầy điền số 2 để làm gì? Để nó cùng mẫu này. Thấy nó cùng mẫu không? Cùng mẫu thì chúng ta ghi mẫu lại, 2x cộng 5 lại, ta lấy hai này nhân lại với nhau, hai này và hai này, đúng không? Bây giờ thầy sẽ viết x cộng 2 x cộng 1 trừ 2 x cộng 2 x trừ 1 cộng ở đây x trừ 1 nhân x cộng 1, được chưa? Bằng tiếp cái dưới này cứ ghi lại. Giờ nhân vô nha, nhân đa thức với đa thức này, x nhân x bình nhân x bình, rồi nhân vô, cứ thế mà nhân vô, rồi trừ này x nhân x bình phương trừ 2 x bình phương, x nhân trừ 1 là x trừ nữa, nghĩa là trở thành cộng 2x, trừ nhân trừ là trừ 4x, trừ 4 coi như trừ để thành cộng đây, đúng không nào? Ở đây nó chính là hằng thức số 3, ta là x bình phương trừ 1. Ta có x bình cộng x bình trừ 2 bình hết này, x cộng x bằng 3x, 3x cộng 2x là 5x, 5x trừ cho 4x là còn x, 2 này cộng 4 là bằng 6, 6 trừ 1 là bằng 5, cộng 5, 2x cộng 5. Như vậy kết quả ở đây sẽ bằng bao nhiêu? 1/2. Xong, được chưa? Đây các em, các em hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta đi làm cách 2 các em nha, cách 2. Cách 2 thì chúng ta giữ nguyên thằng này. Còn ở trong đây á, ta tiến hành quy đồng. Hiểu chưa? X mũ 3 cộng 2 phương trừ x trừ 2 thì ở đây là 2x cộng 10 ha, nhân ở đây chúng ta sẽ quy đồng, mẫu chung là 3 đây nhân lại với nhau này, x trừ 1 x cộng 1 x cộng 2. Cái lái bàn này chia lần lượt từng mẫu, được bao nhiêu nhân lên trên tử ha, đúng chưa nào? Như vậy thì lái bàn này chia này thì mất thằng này đi, còn hàng này nhân lên cho 1 thì nó đầu tiên là x cộng 1 nhân x cộng 2, được chưa? Đây một vuông nha, đây trừ cái trừ đây, 2 nhân này, bàn này chia đây thì mất x cộng 1, lấy hàng này nhân lại và nhân với 2 đây, x trừ 1 nhân x cộng 2, đúng chưa? Lấy bàn này chia này thì còn được hai này nhân lại với nhau, x cộng 1 nhân x trừ 1, được không nào? Do nó tờ giấy nó nhỏ nên ta chịu thôi. Rồi bàn tiếp. Còn cái này á, nó giống như theo của câu A nha. Theo câu A thì chúng ta đã phân tích được rồi ha, được nào? Thì ở cái câu A thì thầy đã phân tích được, nó đặt x cộng 2 ra chung thì bên trong còn là x bình phương trừ 1 thì ra được x cộng 1 nhân x trừ 1. Ở dưới đây người ta đặt 2 lại chung, bên trong x cộng 5. Ok, được chưa? Bây giờ chúng ta nhân lại ha, x bình cộng 2x cộng x cộng 2 trừ 2x bình trừ 4x trừ trừ cộng này, cộng nhân vô trở thành là 2x này cộng 4 này Đây chính là cộng x bình phương trừ 1 chia, ở đây x trừ 1 nhân x cộng 1 nhân x cộng 2. Rồi, cái này ghi lại. X cộng 2, x cộng 1, x trừ 1. Bây giờ chúng ta đơn giản đây, x bình trừ 2 bình thì hết này. Cái này ghi lại. Làm cách đây vì nhanh hơn cách 1 em. 2x cộng x cộng 2x trừ 4x thì cái này ra được là x, cái này chắc chắn là cộng 5 này. Cái này nhân với x trừ 1, x cộng 1 nhân x cộng 2 này. Như vậy thì ở đây phép nhân nhé. Thì bàn này với bàn này các em thấy giống nhau, hai này giống nhau đúng không? Triệt tiêu thì trên tử còn lại 1 với mẫu còn lại 2 xong. Đây cách 2 nhé. Cách 2 là các em sẽ quy đồng ở trong ngoặc này. Ở ngoài đây chúng ta sẽ biến đổi giùm thầy. Cách này có vẻ dễ hiểu và nhanh hơn ở cách 1. Cách 1 làm khá là dài đúng không nào? Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay cho em câu 7.2. Ok, chúc em học tốt nha. Bye bye.